thỉnh thoảng ngồi trên cao này thì cũng sướng nhỉ, không gian thoáng đãng, nhìn thấy bao quát tất cả mọi thứ. Ơ, mà ngồi đây cũng nhìn thấy cái ảnh mô bạn ạ. Ngồi đây mà cũng nhìn, ngồi tầng 3 mà cũng nhìn cái ảnh mô á. Ơ công này, ê mua ngay sau công ty mình ấy, ngồi cà phê tầng 3 đối diện kiểu gì chẳng nhìn thấy. Thấy bảo là 14 tháng 12 là khai trương ấy, thấy anh em công ty mình luôn nóng nóng nhiệt lắm, không biết có cái gì không. Tôi đấy quên mất nhá. Mình bảo là mình làm cái review tổng quan sơ lược trước khi mà Iron Mall khai trương ấy, cái tầm tháng 9 ấy. Mà dính Covid nên là bị chậm lại, nên là mình cũng quên bén đi mất, nhiều việc quên bén đi mất. Thế hay anh em mình đi làm cái review Iron Mall nhỉ, cho mọi người cùng xem tổng quan. Ngay đây mình, ngay đây mình lại không làm chết dở. Ok, lên đường. Đi. Xin chào các bác đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay trên chặng đường này, tôi Đức Thắng và bạn Duy Hiếu sẽ đồng hành cùng các bác. Vâng, và chắc cũng chẳng cần giới thiệu thì các bác cũng nhìn thấy đây là trung tâm thương mại IOMO tại Hải Phòng. Như câu chuyện của chúng tôi vừa nãy nói với nhau thì các bác biết rằng nơi đây chỉ ngay đằng sau trụ sở công ty của chúng tôi. Mà tính ra thì đường đi bộ cũng chỉ có 300m mà thôi. Vâng, chắc hẳn bạn Hiếu cũng đang có rất nhiều các thông tin muốn chia sẻ với các bác đúng không? Dạ vâng, theo như thông tin tôi được biết là ngày 14 tháng 12 sẽ khai trương trung tâm thương mại lớn nhất thành phố cảng của chúng ta. Mặc dù dịch Covid diễn biến vô cùng phức tạp, nhưng đó mới thấy được thực lực của chủ đầu tư Nhật Bản. Vậy nên nhân video này, chúng tôi sẽ review tổng quan cho các bác về IOMO và chúng ta có thể thấy được những hình ảnh thực tế, những nước rút chuẩn bị cuối cùng của đại siêu thị tổ hợp lớn nhất thành phố cảng thân yêu. Trước tiên có thể nói vị trí của trung tâm thương mại IOMO tại địa chỉ số 10 đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Là một vị trí vô cùng đắc địa, được xây dựng trên khuôn đất 9,3 hectare, diện tích mặt sàn là 158.000m2, tổng mức đầu tư lên đến 180 triệu đô thì IOMO đã là trung tâm thương mại thứ 3 tại miền Bắc và lớn nhất tại Hải Phòng của chúng ta. Cách nút giao vòng xuyến đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Văn Giáp sang Hồ Sen chỉ chưa đến 100m, đi ra đại lộ Bùi Viện, World Bank chỉ 1km và các tuyến tô hiệu chợ con bằng đường Hồ Sen, cầu Giò Hai mới thông thì chỉ có 1,6 km, sự giao thông thuận tiện. Vị trí cực kỳ đắc địa, các mặt tiền được bao bọc bởi 3 con đường với tổng chiều dài lên đến 1.200m, giúp lưu thông xe cộ thật là thoải mái, phải không các bạn? Ngay với lúc này đây, chúng ta đang đi ở phía bắc của trung tâm thương mại, là tuyến đường mặt mương An Kim Hải đã được tô điểm lại vô cùng rực rỡ. Vòng ra đằng sau, phía tây, là mặt sau của trung tâm thương mại, giáp với khu dân cư. Như tôi được thấy thì phía đằng sau này chủ yếu là khu phụ trợ và khu để xe của IOMO. Phía nam là trục đường thông thẳng sang đường Thiên Nôi khu Vĩnh Niệm, và mặt chính hướng đông tiếp giáp với đại lộ Võ Nguyên Giáp, trục lối Hồ Sen Cờ Giò Hai, tuyến huyết mạch đi kèm với IOMO trên trục đường này. Vâng, phải nói thêm cùng với IOMO thì cũng đi kèm với một loạt các dự án mang tính quy mô của thành phố và các chủ đầu tư lớn trong vòng 5 năm trở lại đây, như Hoàng Huy Group với Hoàng Huy Mall và Hoàng Huy Commerce, Vin Group với Vinmec và Vinhome Marina. Trong đó cũng không thể thiếu khu đô thị Waterfront City cùng với đại lộ Bùi Viện vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã làm dậy sóng bất động sản ở nơi đây theo từng đợt. Có những nơi giá đất tăng lên gấp đôi, gấp ba chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, và theo tôi thấy cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Các anh chị nếu có nhu cầu bất động sản nơi đây thì cũng nên cân nhắc và nên xem xét tình hình. Ngoài ra, cái việc khai trương của trung tâm thương mại cũng góp phần tạo ra hơn 3.000 việc làm, đóng góp vào việc phát triển kinh tế cũng như tăng nguồn thu ngân sách của địa phương. Đó là một phần tổng quan về IOMO, những điều sơ bộ mà chúng ta cần nắm được về thông tin tổng quan. Dạo quanh một vòng IOMO thì chúng ta có thể thấy được rằng khối nhà chính với 8 tầng lổi, 1 tầng hầm, có 3 khu vực siêu thị, gian hàng cho thuê và khu vui chơi giải trí, bãi đỗ xe. Nói thêm chút cho các bác cùng cập nhật là bãi để xe ô tô cả ngoài trời và tầng hầm có thể để lên tới 1.700 chiếc xe,
và bãi để xe máy ở ngoài trời và tầng hầm có sức chứa lên tới 7.000 chiếc xe. Kèm theo đó là 200 gian hàng về các lĩnh vực như thời trang, phụ kiện, các gian hàng ẩm thực trong và ngoài nước, tổ hợp vui chơi, giải trí tiện nghi bao gồm rạp chiếu phim, khu vui chơi vô vàn trải nghiệm thú vị, hệ thống siêu thị và bách hóa tổng hợp Nhật Bản. À, Hiếu ơi, theo tôi được biết qua một số thông tin và chứng kiến ở Illmall Long Biên thì có đến 90 thương hiệu của các ngành khác nhau lần đầu tiên sẽ có mặt tại phòng đó Hiếu. Vâng, tôi cũng có đọc qua thông tin đó. Giờ đây không biết Thắng và các bác thế nào chứ thực sự là tôi rất nóng lòng rồi. Bởi nhiều khi đến cuối tuần là tôi gần như không biết đi chơi ở đâu trong Hải Phòng này nữa. Đúng rồi, đó là điều mà chúng ta luôn nghiên cứu đúng không bạn? Chứ còn gì nữa. Thôi, chúng tôi không nhăng cuội nữa. Trên đây là một loạt các thông tin, những điều cần biết về ông Mo Hải Phòng chúng tôi gửi đến các bác. Chúc các bác có những trải nghiệm thú vị với trung tâm thương mại lớn nhất Hải Phòng của chúng ta. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về bất động sản, các bác hãy liên hệ theo địa chỉ số 18 đường 613 Thiên Nôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng hoặc số điện thoại 02253 513 666 0825 257 666. Xin chào và hẹn gặp lại! Đoạn này là chưa giải tỏa xong. Để kiểm soát lên chân.